Chúng ta đang ở ngay cầu Nguyễn Trỗi nha các bạn. Đây là đường Cao Thắng với lại đi ra Nguyễn Trỗi đây. Chúng ta đang ở trước một số 130 đường Cao Thắng, phường 7, quận Phú Nhuận. Hôm nay chúng ta sẽ ghé vô khu chợ phía sau chợ Phú Nhuận để chúng ta thưởng thức những cái món ăn ẩm thực có tại đây nha. Chúng ta sẽ thưởng thức cái món bún cá châu đốc ha, ở đường Cao Thắng số 130. Cái tủ nhỏ đặt 3-4 cái bàn thôi, rồi ít ghế và một nồi bún cá theo truyền thống của người châu đốc, cũng nhỏ nhỏ thôi, bên lề đường thôi. Nhà món ăn rất là ngon và có hương vị rất là đặc biệt của người châu đốc Mai Sâm, người gốc châu đốc nhưng mà là người Phú Nhuận nha các bạn. Đây là quê ba mẹ ngày xưa là ở Châu Đốc thôi. Đây nè, cô bán bún cá Châu Đốc tại phía sau chợ Phú Nhuận này, số 130 Cao Thắng, phường 7, quận Phú Nhuận. Đây, cô đang lấy bún để cho vào trong cái nồi bún cá Châu Đốc, một món ăn truyền thống của quê hương cô. Làm chính xác sẵn hả cô? Làm chính. Nó có màu vàng là chỗ nghề. Là nghề, nước nghề đó cô hả? Rồi, cô sẽ múc nước. Quay chị gái á. Mà rau, mà kéo. Mà kéo. Mà kéo. Mà cá gì đây cô Mai Sâm? Đây là đầu cá lóc hả cô? Đây thì cá lóc được phi lê, được tách ra rồi các bạn, được tẩm gia vị, được làm chín, đầu cá lóc cũng được làm chín rồi, nó có một cái màu vàng rất là đặc trưng của bún nghệ, một cái gia vị thường xuyên sử dụng cho các món ăn của người châu đốc. Và rau chuối nè, giá nè, hoặc là rau muống, bào sợi ra để ăn kèm với lại cái món bún cá châu đốc. Có 25.000 tô thôi, cắt bún ra bỏ vô trong một cái giá để trụng bún. Thịt và lòng cá hoặc là đầu cá, khách có thể tự chọn. Và cái nồi nước súp và nồi nước nhân của bún cá đó sẽ có một cái màu vàng, một cái gia vị truyền thống của người châu đốc, đó là nghề và xả nữa khi mà nấu ăn. Đây một khách vừa mới gọi cái đầu thì cô bỏ vô trong nồi để mà cho nấu và chín hơn. Món bún cá châu đốc của cô Mai Sâm tại đường 130 Cao Thắng.
rau dùng cho món món cá thô đốc đấy, rau quế, giá, không muốn bằng sợi và cả chuối nữa. Mình sẽ là đầu cá đây, thịt cá lóc phi lê, bún cá châu đốc 25.000 tô của cô Mai Sâm, người gốc Châu Giang, Châu Đốc, một người con gái Phú Nhuận, nhưng mà ba mẹ ông bà của cô Mai Sâm là ở Châu Giang, Châu Đốc nha các bạn. Bún cá Châu Đốc nè, ngon. Chú có hay ghé ăn đây không chú? Ở đây là đường xe. Là ngày chắc ngày nào ăn chú? Nhà. Hay những khách quen của món bún cá. Cô có hay ghé ăn món bún cá đâu đó cô? Chị là chị của Mai Sâm, ăn mỗi ngày. Dạ. Ăn ghiền luôn. Dạ, không cần ăn cô. Ở không có được. Dạ. Chị trong xóm. Dạ. Sâm em. Bây giờ chị em là trong xóm tới ngày nào cũng ra ăn bún cá Châu Đốc để ủng hộ nhau nè các bạn. Thấy tình cảm không? Một bát người Châu Đốc đang ăn cái bún cá, một đầu bún cá hai người quạt bát tách ra để ăn. Giờ khách mới ghé mua bún cá Châu Đốc mang về, chắc là anh mới gọi cái bún đầu cá. Ngồi luôn nha con. Mấy bọt mấy bác già ở đây nói tiếng của người Bào, người dân tộc Chăm, người Chăm Châu Đốc nha các bạn. Tuy là người Sài Gòn, sống Sài Gòn rất là lâu rồi nhưng mà mấy bác vẫn nói cái giọng của người dân tộc mình, giọng Chăm Châu Đốc. Mấy bác vẫn mặc trang phục của người Chăm. Bà chị Mai Sâm là người con gái dân tộc Chăm gốc Châu Đốc, đang sinh sống từ trước giờ đẻ và sinh sống tại Phú Nhuận. Cá nguồn gốc Châu Đốc của dân tộc Chăm mình nè, nó có cái gia vị gì khác với bún cá của người miền biển không? Tại vì bún cá ở đây là có nghệ bún. Nghệ bún hả con? Nghệ bún với lại nghệ. Nghệ bún với nghệ. Và có thêm đi. Đặc biệt là nghệ bún. Dạ, đặc biệt là nghệ bún. Có nghệ bún nấu thì không ta là cá lóc. Dạ, thì nấu cái lóc phải có nghệ bún. Có con nãy lúc nãy cô hỏi cô thì có thêm xả nữa phải không cô hả? Đúng rồi, xả. Có thơm đúng không? Dạ. Yeah. Từ mở ra từ lúc mấy giờ đến mấy giờ? Một giờ trưa. 2 giờ là có bán, 1 giờ bắt đầu dọn ra. Thì bán mất khoảng mấy giờ là hết cô Mai hả? Tùy theo thì cái ngày thì nào bữa nào bán hết á thì 40 giờ hết. Dạ. Dạ. Nếu mà bán đông thì 4 giờ là hết rồi. Còn bán mà ế thì mưa gió thì khoảng 6 giờ 6 rưỡi ha. Một tô bún cá lóc Châu Đốc thì bao nhiêu tiền cô Mai hả? Cô Mai, một cái tô bún cá lóc Châu Đốc thì 25.000. 15.000. Riêng cái đầu thì 15.000 riêng. Dạ. Cái nghề bún là giống như là cái gốc cái nghề hoặc là cái củ cái nghề mà non gì đó. Đây là cái nghề bún đây. Đây bún, cái này là bột xả. Còn cái bột này là xả. Nhưng mà nghề bún là cái thành phần chủ yếu và nước nghề nữa. Đây xả được bọc ở trong cái bì để mà nấu chung với lại nước súp. Rồi em cảm ơn chị Mai Sâm nhiều ạ. Mấy chú mấy anh ăn rất là ngon. Một anh cũng khách quen của chị Mai Sâm để ăn bún cá Châu Đốc, bún cá lóc Châu Đốc. Và anh có gọi thêm một cái đầu nữa mà anh ăn gần hết rồi. Chị hỏi là anh có hay ghé ăn bún cá lóc Châu Đốc ở đây của chị Mai không? Mới ăn đầu tiên à? Anh thấy mùi vị thế nào anh? Đậm đà, ngon. Anh ghé lần đầu tiên các bạn mình khen đậm đà.